lốp xe không hơi được NASA phát minh để di chuyển trên mặt trăng. Giờ đây, một công ty tại Mỹ đang mang công nghệ này trở lại trái đất với hy vọng đưa vào dĩ vãng chuyện xe thủng lốp. Theo công ty Smart, loại lốp xe mới không cần bơm hơi, rất bền và sẽ không bao giờ bị xẹp, có thể sử dụng lâu dài hơn lốp xe cao su truyền thống. Lốp xe có thiết kế lưới lò xo làm bằng hợp kim ghi nhớ hình dạng hay SMA. And dispenses it in evenly, which is unlike any other tire. What makes shape memory alloys so special is hợp kim ghi nhớ hình dạng đặc biệt ở chỗ nó giống như một vật liệu siêu đàn hồi. Nó là một loại kim loại rất mềm dẻo, nhẹ và có tính đàn hồi như cao su, nhưng bền như titan. Vì vậy bạn có thể ép sát lớp xe xuống vành xe và nó sẽ luôn bung trở lại hình dạng ban đầu. Vì vậy bạn có thể sử dụng nó như một thành phần cấu trúc trong lớp xe và bạn không cần phải bơm khí vào. Điều này có nghĩa là lốp không hơi, vết thủng không thành vấn đề, nó sẽ không bao giờ bị xẹp lốp, giúp lốp xe kéo dài tuổi thọ chiếc xe. Mặc dù có những tiến bộ to lớn trong công nghệ xe hơi, ông Kwon cho rằng lốp xe đã không thay đổi nhiều trong 100 năm qua. Nhưng khi các cơ quan quản lý chuyển trọng tâm giám sát sang vấn đề ô nhiễm lốp xe, các nhà sản xuất đang chịu áp lực phải phát minh lại bánh xe. Lốp xe phế liệu là một vấn đề môi trường lớn trên toàn thế giới do số lượng thải ra lớn và có thể phát thải nhiều hóa chất trong quá trình lốp xe bị mài mòn do tiếp xúc với mặt đường. Vấn đề này càng nghiêm trọng hơn với xe điện vì khối pin làm tăng trọng lượng. Công ty lốp xe Smart hy vọng sẽ đưa ra một giải pháp cho một ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Loại lốp này sẽ tồn tại lâu hơn nhiều so với loại lốp thông thường. Vì vậy, một yếu tố quan trọng không chỉ là làm lốp xe không bị xẹp, mà còn bền vững hơn vì chúng tôi sử dụng ít cao su hơn, và bạn sẽ không phải vứt bỏ cả bánh xe khi lốp xe bị mòn. Đó sẽ là một trong những loại lốp xe đầu tiên có thể thay thế gai lốp. Trên lốp xe Smart, bộ phận cao su duy nhất là gai lốp. Phần bên ngoài giống như lớp vỏ mỏng giúp bám đường có thể thay thế mà không cần vứt bỏ toàn bộ lốp xe như hiện nay. Vì vậy, bạn chỉ phải thay gai lốp, như vậy sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc vứt bỏ toàn bộ lốp xe và thay một loại lốp hoàn toàn mới. Công ty cho biết hàng chục nghìn người trên thế giới đã tham gia danh sách chờ mua sản phẩm thương mại đầu tiên của họ là lốp xe đạp Smart không cần bơm hơi, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2024.